Rồi tiếp theo là cây hồng ngọc mai nữa, cây này có giá là 200k. Cây này vô cái chậu cũng độc lắm nha, cái chậu này trộn men của Nhật nè, chung trà gì của Nhật lên nè, mà nó có cái men rất là đẹp này. Cái chậu này là giá là 200k nha, một cây hồng ngọc mai nằm chậu ép chậu luôn là 200k nha. À, rồi hai trăm nha anh em. Rồi một cây hồng ngọc mai 200k, tàn nó đây. Mini nha, 200k, có một cái chậu chung trà của Nhật luôn. Rồi xin kết thúc nha.